tiếng hát bay trên hàng phố bâng quơ. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau mùa lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm, cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê, rồi phai trên hàng mi, chợt khi càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Dù em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta gần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên Lê Thương. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời chị Lê Thương. Thưa quý vị, quả thật là nỗi xúc động trong lòng quý vị chắc là cũng giống như tôi. Ngồi nghe Lê Thu hát lại Xin còn gọi tên nhau mà vẫn có cảm tưởng như là năm nào ngồi ở phòng trà Sài Gòn, hay là ngồi ở trong quán cà phê, hay là tại Tư Gia để nghe cái tiếng hát của Lê Thu trong nhạc phẩm của nhạc sĩ Trường Sa. Xin phép anh ạ, cho Lệ Thu xin được kính chào quý khán thính giả thân mến của Thu.
Và xin chào anh Ngạn. Dạ, vâng. Cảm ơn. Thưa chị, đây có phải là bài đầu tiên mà anh Trường Sa giao cho chị hay không? Dạ thưa anh, thật ra đó thì đây không phải là bài đầu tiên. Thu nhớ là bài đầu tiên đó là bài Mùa Thu Trong Mưa. Lúc đó đúng anh rồi, đúng vâng, rồi. Dạ, Mùa Thu Trong anh Mưa. Trường Sa có đến nhà và giao cho Thu cái bài đó. Và bởi vì hãng đĩa Việt Nam lúc đó thâu bài đó và anh tập cho Thu bài đó. Rồi sau khi mà đã thâu băng xong trong những cái 45 tour hoặc là những cái băng nhựa đó thì mọi người đón nhận rất là nồng nhiệt. Và vâng, sau đó mỗi thế. Một lần yeah. sáng, mỗi một sáng tác mới của anh đều tìm đến đưa cho Thu hát đầu tiên. Thu còn nhớ đó là sau đó là những bài như Rồi Mai Tôi Đưa Em, vâng. Một Mai Em Đi, Xin Còn Gọi Tên Nhau, vâng. Và vân vân. Vân vân. Tóm lại là vì cái bản đầu tiên Mùa Thu Trong Mưa thành công. Dạ vâng. Thành thử ra anh Trường Sa cứ tiếp tục. Nhưng mà lúc đó thì tiếng hát Lệ Thu đang là một trong những tiếng hát mà nổi đình nổi đám nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ. Dạ. Thành thử ra chắc chắn là phải có nhiều nhạc sĩ giao nhạc cho Lệ Thu lắm. Có phải không ạ? Dạ thưa anh vâng. Thật ra thì vâng đúng như anh nói. Bởi vì lúc đó thì cũng đang là Thu cũng là chột trong đám mù lúc đó cũng đang là cái thời. Thành ra cũng có nhiều các quý vị nhạc sĩ đưa nhạc đến. Nhưng mà thưa anh, cái tiêu chuẩn của Thu chọn đó là phải thế này. Trước nhất là Thu đọc lời, và sau đó thì Thu dạo nhạc để nghe cái e nhạc xem nó ra làm sao, và để có hợp với mình không. Nhưng thưa anh, những cái bài không hợp thì không có nghĩa là không hay đâu thưa anh. Và đúng thế. Bởi vì thế này, cái người hát đó, khi mà mình cảm thấy thích thú và mình để hết tâm hồn của mình vào hát, mình có thích thì khán giả mới thích được, có phải không anh? Vâng, đúng. Tức là mình chính mình không say mê cái bản nhạc đó thì mình đã không diễn tả hết rồi. Dạ, vâng. Bởi vì người ta có cái, người ta thường nói là có một số người hát mà người ta gọi là trả bài đó. Dạ. Thế ra khi mà mình không lột tả được hết cái bản nhạc, cũng như là mình không hiểu thấu được cái tâm trạng của tác giả khi viết nên những cái lời, thì làm thế nào mà mình chuyển đạt đến khán giả? Mà nếu mà chính ca sĩ không thích thì làm sao khán giả thích được? Thưa anh đúng như vậy ạ. Thế rồi sau đó thì từ ngày mà ra hải ngoại này, Lệ Thu có gặp lại anh Trường Sa không? Hay là mãi đến hôm nay khi mà thực hiện chương trình Paris by Night 70 có nhạc sĩ Trường Sa đây thì chị mới gặp lại? Dạ thưa anh, Thu nhớ là cách đây 2 năm thì nhạc sĩ Trường Sa có từ Ontario, từ ở bên Canada, vâng ạ, vâng, dạ. Có sang bên quận Cam chơi, tức là bên Mỹ đấy ạ. Vâng. Thì quận Cam là một phần của Mỹ, cũng như Los Angeles là một phần. Vâng. Thu có được gặp anh trong một cái tiệm phở ngon lắm. Tiệm phở đó là tiệm phở Nguyễn Huệ. Quý vị có thể thấy lạ, nhạc sĩ gặp ca sĩ toàn gặp tiệm phở không ạ? Bởi vì phở là món ăn thuần túy của đất nước chúng tôi. Anh Lê Dinh ấy, lúc nãy cũng giao nhạc cho Hoàng Oanh ở tiệm phở. Rồi bây giờ lại đến Trường Sa lại cũng gặp Lệ Thu toàn tiệm phở không? Rồi sao? Rồi rồi thì Thu gặp lại anh thì anh cũng mừng lắm. Rồi anh cũng giao cho Thu một số bài mới. Thật ra thì ít lắm chứ không có nhiều đâu. Nhưng mà Thu để dành đó, để có dịp thì Thu sẽ lại thâu một cuốn băng khác nữa. Của anh Trường Sa ở hải ngoại. Dạ vâng, chắc là Thu phải tìm một mớ bài vào. Dạ vâng. Rồi mới thành một cuốn băng. Cảm ơn chị Lệ Thu. Lâu lắm thì mới gặp lại chị, mà chị đã đến với chương trình Paris by Night là một cái niềm vui cho trung tâm cũng như là cho khán giả, và nhất là chắc là một cái niềm vui lớn cho tác giả Trường Sa. Chị còn muốn bày tỏ gì nữa không? Dạ thưa anh không, tại vì Thu vốn nhát, thành ra là nãy giờ Thu cũng liều mình lắm rồi đấy. Vâng, nói vậy là nhiều rồi đấy phải không ạ? Dạ, vâng, cảm ơn chị Lệ Thu rất là nhiều. Và bây giờ xin tạm ngưng câu chuyện với chị Lệ Thu để mời quý vị nghe một nhạc phẩm thứ hai trong phần của nhạc sĩ Trường Sa, bản nhạc mà chị Lệ Thu vừa nhắc đến, Rồi Mai Tôi Đưa Em. Thưa quý vị, nam ca sĩ Trần Thái Hòa.